Kính thưa các thầy, các sư cô, kính thưa các vị Phật tử cư sĩ. Chúng ta có thể mua rất nhiều cái ở ngoài siêu thị với điều kiện là chúng ta có tiền. Nhưng mà có những cái chúng ta không có thể nào mua được ở ngoài siêu thị. Trước hết là cái sự bình an ở trong cơ thể của mình. Cái bình an trong cái tâm của mình. Mình không thể mua được ở ngoài chợ. Nếu trong gia đình mà chúng ta không có hiểu nhau, không có chấp nhận được nhau, không có thương được nhau, thì cái hiểu đó, cái thương đó, cái chấp nhận đó chúng ta cũng có thể mua được ở ngoài siêu thị. Nó tóm lại là có những cái chúng ta không mua được ở ngoài siêu thị, chúng ta phải tự chế tác lên. Mà làm sao để chế tác được cái sự bình an trong cơ thể của mình, làm sao chế tác được cái sự bình an trong tâm hồn của mình, làm sao để chế tác được cái hiểu để cho vợ chồng hiểu nhau, cha mẹ hiểu nhau và con cái hiểu được bố mẹ và bố mẹ hiểu được con cái. Cái đó chúng ta phải học. Có thể là cái truyền thông giữa chúng ta với cha mẹ đã bị đánh mất. Chúng ta không còn có thể nói chuyện được với bố mẹ. Rồi có thể là bố mẹ không có thể nói chuyện được với nhau. Thế làm sao để tái lập được cái sự truyền thông đó? Nếu không có nói chuyện được với nhau, nếu không có nhìn được cái mặt nhau nữa, thì làm sao để có thể hòa giải được, để có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình? Và những đứa con của chúng ta sinh ra và lớn lên trong gia đình sẽ tiếp tục đau khổ. Tại vì bố mẹ không có hạnh phúc với nhau. Và bố mẹ không có hạnh phúc với nhau thì làm sao mà bố mẹ có hạnh phúc với mình được và mình có hạnh phúc với bố mẹ được. Cho nên muốn thiết lập lại được cái truyền thông, tái lập được cái truyền thông giữa bố và mẹ, giữa cha và con, giữa mẹ và con, thì chúng ta phải học. Thiết lập lại được rồi thì chúng ta có thể hòa giải được với nhau. Và lúc đó mới thật sự có hạnh phúc. Chúng ta đi siêu thị, chúng ta không có mua được những cái đó. Mua được sự bình an trong tâm, mua được cái hiểu và cái thương. Nhưng mà tới chùa, chúng ta có thể cầu xin được những cái đó không? Chúng ta có thể lạy xuống 10 lạy, 108 lạy và xin rằng, xin Đức Thế Tôn cho con một ít sự bình an trong tâm. Xin Đức Bồ Tát cho chúng con thêm được cái hiểu và cái thương, làm sao để cho trong gia đình đừng có lục đục, mình có thể xin được hay không? Ví dụ có một người đàn ông đi theo một người phụ nữ khác. Mình không có cách gì để làm cho người đàn ông đó trở về với mình. Và mình càng cay đắng, càng giận hờn, càng bực tức thì người đàn ông đó càng xa mình. Mình không có sự tươi mát, không có cái sự dễ chịu. Tại trong lòng mình có những đau khổ, có những cái ghen tuông. Và vì vậy cho nên mình càng làm cho người đàn ông của mình càng ngày càng xa mình. Nếu mình tới chùa
mình có thể quỳ xuống, mình lạy một trăm lạy thì mình xin Đức Thế Tôn làm sao để cho người đàn bà kia đó buông chồng con ra được không? Chúng ta có thể xin được một cái điều đó hay không? Tôi nghĩ là mình không có xin được như vậy. Nếu mà mình không có biết cách, nếu mình còn có những giận hờn, có những bực bội, có những khó chịu trong lòng, thì người đàn ông kia càng ngày càng xa mình. Cho nên có những cái chúng ta không thể mua được ở ngoài sơ thị, mà chúng ta cũng có thể xin được ở trong chùa, mà mình phải tự mình chế tác lấy. Chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta niệm câu Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nó có nghĩa là bản sư, có nghĩa là thầy của tôi, thầy gốc của tôi. Phật Thích Ca trước hết là một vị thầy, cho nên mình gọi là bản sư. Trước hết, Đức Thích Ca là một bậc thầy để dạy cho mình làm thế nào để có bình an trong cơ thể, làm thế nào để có bình an trong tâm hồn, làm thế nào để chế tác được niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho những người mình thương yêu, làm thế nào để sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập được cái truyền thông và đem lại sự hòa giải. Làm thế nào để phục hồi lại hạnh phúc trong gia đình? Thì những cái đó mình có thể học được từ thầy của mình, thầy gốc của mình. Đó là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần lớn chúng ta đều nhìn Đức Thích Ca như là một vị thần linh và chỉ tới để cầu xin Ngài cho mình những cái mà ngày xưa thì Ngài bỏ ra sau lưng. Đức Thích Ca trước khi đi xuất gia đã là một vị thái tử. Có đủ hết mọi điều kiện vật chất. Có quyền hành. Có đủ mọi điều kiện tiện nghi vật chất. Nhưng mà Đức Thích Ca đã không hạnh phúc, bởi vì thấy ở trong dân chúng có quá nhiều khổ đau và những giải pháp chính trị không có đem lại giải quyết được những cái khổ đau đó. Cho nên Ngài đã bỏ nhà ra đi, xuất gia để tìm một con đường. Và Ngài đã bỏ lại sau lưng nào danh, nào lợi, nào sắc dục, nào quyền hành, bỏ hết để đi tìm một cái hạnh phúc ở trong lòng, để tìm một cái sự giải thoát, một cái niềm vui ở trong lòng. Ngài biết rằng là nếu có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, thì Ngài cũng có thể giúp cho những người khác cũng làm được chuyện đó. Cho nên trước hết Ngài phải tự tu. Và sau khi đã đắc đạo chứng ngộ rồi thì mới bắt đầu đi thuyết pháp, giúp đời, giúp người. Ngài đã bỏ lại sau lưng những cái danh vọng, tiền tài, sắc dục. Còn bây giờ chúng ta tới chùa, chúng ta xin Ngài cho chúng ta những cái đó. Chúng ta xin Ngài cho chúng ta làm ăn càng ngày càng càng thành công. Chúng ta xin danh vọng, quyền hành, sắc dục. Chúng ta xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ lại sau lưng. Và chúng ta đã biến một vị thầy thành ra một vị thần linh, thì chúng ta cầu xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ đi.
Cho nên tôi xin quý vị nhìn lại để thấy rằng Đức Thích Ca Shakyamuni trước hết là một vị thầy, và chúng ta đến chùa là để học được từ vị thầy đó những cái phương pháp để làm thế nào có được sự bình an, có được cái hiểu, cái thương, và làm thế nào chế tác được cái hạnh phúc trong bản thân của mình, trong gia đình của mình và trong xã hội của mình. Và những điều đó ở trong kinh dạy rất rõ. Có một cái kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ý. Kinh này dạy chúng ta về phương pháp thở. Nó có nhiều bài tập rất là hay. Và quý vị có thể thực tập được một vài bài. Ví dụ như là bài tập thứ ba là thở vào. Tôi biết rằng tôi có một hình hài. Khi mà quý vị loay hoay với cái máy tính của quý vị 2 giờ đồng hồ, thì quý vị quên mất rằng quý vị đang có một hình hài. Khi mà em bé nó chơi những cái trò chơi điện tử, thì nó cũng vậy. Nó đánh mất nó ở trong cái trò chơi và nó không biết rằng nó có một hình hài. Mà khi mà cái tâm của mình nó không có mặt với cái thân của mình, thì mình không có thực sự có mặt đó để sống cái đời sống hàng ngày của mình. Và mình tạo ra trong cái cơ thể của mình những cái sự căng thẳng, những cái sự đau nhức trong thân, trong hình hài của quý vị. Nó có sự căng thẳng, stress, nó có sự đau nhức là tại vì quý vị không có biết cách chăm sóc cái thân của mình. Thì cái bài thở, bài tập thứ ba trong kinh và bài tập thứ tư là để giúp cho chúng ta. Bài tập thứ ba là thở vào. Tôi biết rằng tôi có một hình hài, nó đang có nhiều căng thẳng và nó có những cái sự đau nhức dồn chứa từ lâu ngày mà tôi không có cách nào buông bỏ được. Phần lớn chúng ta đều không có khả năng buông bỏ những cái căng thẳng và làm lắng dịu bớt những cái khổ đau, những cái đau nhức ở trong con người, tại chúng ta không biết cách. Và trên cái căn bản của sự căng thẳng đó, nó có nhiều bệnh tật nó sinh ra. Nếu mình có những cái bệnh khó trị là ung thư chẳng hạn, là tại vì mình đã để cho cái tình trạng căng thẳng nó kéo dài quá lâu. Nếu mà mình có những cái chứng bệnh tâm thần cũng là do mình không có biết buông thư cái hình hài của mình. Và trước đây 2600 năm Đức Thế Tôn đã dạy cho mình những cái phương pháp như vậy. Thở vào, tôi biết rằng tôi có một cơ thể có những cái căng thẳng và có những cái đau nhức. Thì trong cái hơi thở vào đó, trong khi mà quý vị thở vào thì quý vị phải chú tâm vào cái hơi thở vào. Cái đó gọi là hơi thở chính niệm, mindful breathing, hơi thở chính niệm. Chính niệm Asamkhite là cái năng lượng nó cho mình biết là cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là tôi đang thở vào. Và tôi đặt hết cái tâm vào của tôi vào hơi thở vào. Tôi chấm dứt mọi suy nghĩ. Khi mà quý vị thở vào và đem hết tâm của mình chú vào hơi thở vào, thì tự nhiên quý vị buông bỏ những cái lo lắng, những cái suy tư về quá khứ, về tương lai. Buông bỏ gánh nặng. Và tự nhiên trong người nó nhẹ ra. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể bị kẹt vào trong cái sự lo lắng cho tương lai, sợ hãi cho tương lai, hay kẹt vào những cái
đau buồn, tiếc thương, quá khứ. Và chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ về quá khứ hay về tương lai. Và cái đầu chúng ta nó bị kéo đi. Hoặc là về tương lai, hoặc là về quá khứ. Và chúng ta không có mặt thực sự ở trong giây phút hiện tại để sống cái đời sống của chúng ta. Vậy thì khi mà quý vị biết thở vào một hơi, thở vào và đem hết tâm để ý vào cái hơi thở vào đó, thì tự nhiên quý vị buông ra những cái lo lắng, sợ hãi về tương lai, buông ra những cái tiếc thương và đau buồn về quá khứ, và quý vị có được rất nhiều tự do. Mà hơi thở vào đó nó chỉ cần 2 giây đồng hồ hoặc 3 giây đồng hồ thôi. Mà trong 2-3 giây đồng hồ đó, chúng ta thở vào chú tâm thì chúng ta buông bỏ được rất là nhiều. Và chúng ta đem, trong khi thở vào đó, chúng ta đem cái tâm của chúng ta trở về với cái thân của chúng ta. Tại vì trong đời sống hàng ngày, thường thường cái thân của chúng ta ở một nơi mà cái tâm của chúng ta lại ở một nơi khác. Ở quá khứ hoặc là ở tương lai. Trong những cái dự án, ở trong những cái lo lắng buồn khổ của chúng ta, cho nên thân với tâm nó không có mặt với nhau. Thành ra khi thở một hơi thở vào á, mình đem tâm trở về với thân và tự nhiên mình có mặt trong giây phút hiện tại. Mình biết những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Và chánh niệm Asankhai là cái năng lượng nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại và biết rằng, biết được những cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái gì đang xảy ra là tôi có một hình hài, và trong hình hài này nó có sự căng thẳng và có sự đau nhức. Mà mình chỉ cần 3 giây đồng hồ hay 4 giây đồng hồ thở vào là mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được mình có một hình hài, và trong hình hài của mình có sự căng thẳng và đau nhức. Đó là hơi thở thứ 3 mà do Đức Thích Ca Sakya dạy cho mình. Và đến cái bài thứ 4, bài tập thứ 4 là thở vào. Tôi buông bỏ những cái căng thẳng ở trong hình hài của tôi. Quý vị có biết không, tôi đang ngồi đây trước mặt quý vị, và trong cái hình hài của tôi nó không có sự căng thẳng. Tôi ngồi rất là thoải mái. Tôi hy vọng quý vị cũng ngồi được như vậy. Quý vị chưa quen, cần quý vị phải tập. Và chúng tôi, những người tu, chúng tôi quen rồi, cần ngồi đâu thì chúng tôi cũng ngồi như là ngồi dưới cội bồ đề. Rất là thoải mái, không có căng thẳng. Đó là cái vấn đề thói quen, thực tập. Khi mà không có sự căng thẳng ở trong con người của mình thì mình có sự bình an ở trong thân. Và khi mà không có sự căng thẳng thì cái đau nhức nó bớt đi. Cái sự đau nhức nó tùy thuộc vào sự căng thẳng. Nếu mình có thể buông bỏ những cái căng thẳng thì mình có thể làm giảm thiểu những cái đau nhức trong cơ thể của mình. Đó là hiệu năng của cái bài thứ 4. Thở vào, tôi làm lắng dịu cái hình hài của tôi. Tôi buông bỏ những cái căng thẳng trong hình hài của tôi. Quý vị tập đi. Ví dụ như ngồi trên xe bus, hay là ngồi trên xe hơi, thì thay vì nghĩ chuyện này, nói chuyện kia, thì mình thử tập thở xem. Ngồi ngả lưng về phía sau. Tại sao phải căng thẳng hoài như vậy? Tại sao mà cứ đặt cái thân của mình trong cái tình trạng căng thẳng suốt ngày như vậy? Cái chất adrenaline nó tiết ra trong khi mà mình căng thẳng. Đó làm hại cho những cái chức năng tiêu hóa
và những chức năng khác trong cơ thể. Cho nên quý vị phải học, mà học từ ai? Học từ thầy của mình đó. Thầy của mình là Sakya Muni. Tên của Bồ Tát là Sakya Muni. Mình gọi là Thích Ca Muni đó, cái năm tiếng Tàu. Bây giờ phải tập đọc tên của Ngài cho đúng. Cũng như bây giờ, ngày xưa mình nói nữ ước, nhưng bây giờ mình nói nhiêu giọt, phải không? Ngày xưa mình nói ba lê, bây giờ mình nói Paris. À? Thì tên của Ngài, ngày xưa là mình đọc theo người Hoa, mình đọc là Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình phải đọc lại cho đúng, Sakya Muni, Bụt Sakya Muni. Đó là tên đúng của Ngài. Cho nên là lần mai, thay vì tụng Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, thì chúng tôi tụng Nam Mô Bụt Sakya Muni. Bây giờ có ai nói cho tôi mua một vé đi Cửu Kim Sơn đâu. Tôi nói cho tôi mua một vé đi San Francisco thôi. Cửu Kim Sơn không ai hiểu là cái gì nữa. Thì chữ Sakya Muni là chữ mới. Và chữ nguyên là tên nguyên của Bồ. Thì Sakya Muni trước hết là thầy, một vị thầy. Và chúng ta tự học được từ thầy của chúng ta những cái phương pháp làm chúng ta bớt khổ. Mà quý vị, nếu mà thực tập được 3 ngày, 4 ngày, thì tự nhiên thấy trong thân nó có sự thay đổi. Là mình có thể có khả năng buông bỏ cái căng thẳng trong thân. Và mình làm giảm thiểu được những cái đau nhức ở trong thân của mình. Và mình có được cái sự bình an trong thân. Rồi tới cái sự bình an trong tâm. Tại trong tâm mình nó có thể không có sự bình an. Mình có những cái cảm xúc, mình có những cái cảm thọ, đau buồn, giận hờn, bực bội, lo lắng, ganh tị, phiền não, và làm cho mình không có sự bình an ở trong tâm. Mà không có sự bình an trong tâm thì làm sao có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải học cái phương pháp của Đức Sakya Muni làm thế nào để đem lại sự bình an ở trong tâm. Ví dụ như là cái sự bực mình của chúng ta. Người ta vừa nói một câu gì đó, hay là mình vừa nghĩ tới cái chuyện gì đó, thì cái bực mình của mình nó từ từ nó đi lên. Cái đó trong đạo Phật gọi là một cái tâm hành. Tâm hành. Và mình có những cái tâm hành như vậy. Những cái tâm hành, những cái phiền não, là cái giận, cái lo, cái buồn, cái ganh tức, cái tuyệt vọng, cái hận thù. Những cái đó nó làm cho mình khổ. Những cái đó nó làm cho mình không có sự bình an. Và không có sự bình an thì không thể nào có hạnh phúc thật được. Cho nên nếu mình tự nhận là học trò của Đức Sakya, thì mình phải học làm thế nào để mà mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của mình và làm cho nó lắng dịu xuống. Quý vị có muốn học không? Hay là chỉ muốn cầu xin thôi? Thì cái phương pháp nó cũng giống như phương pháp mình đối với cái thân. Khi mình có cái giận hay là cái buồn đó, khi mình nhận được rằng cái giận nó đang đi lên, cái lo, cái buồn nó đang đi lên, thì mình phải nhận diện nó. Thở vào, tôi biết rằng cái giận đang có mặt trong tôi. Cũng như là cái bài tập mà mình vừa mới học đối với cái hình hài của mình đó. Thở vào, tôi biết rằng tôi có mặt hình hài. Đó là nhận diện sự có mặt của hình hài, phải không? Thì bây giờ mình nhận diện cái sự có mặt của cái giận. Thở vào, tôi biết rằng cái giận đang có mặt trong tôi. Thì chánh niệm, ác sanh khai là cái năng lượng để mà nhận diện.
Trước hết mình nhìn diện cái hình hài của mình, rồi mình ôm ấp cái hình hài của mình, nó làm cho lắng dịu xuống. Thì đối với cái tâm của mình cũng vậy, mình phải nhận diện cái tâm hành của mình. Cái tâm hành đó có thể là cái buồn, cái sự lo âu, cái sự trống trải, cô đơn ở trong ta. Mỗi khi nó phát hiện, nó làm cho mình khổ, thì mình là người tu, mình phải có khả năng thở để chế tác ra cái năng lượng chánh niệm. Và với cái năng lượng chánh niệm đó, mình có thể nhận diện được cái nỗi khổ niềm đau của mình và ôm lấy nó, giống như một bà mẹ ôm lấy đứa con khi mà nó khóc. Cái này quý vị phải tập mới được, mà chính thầy của chúng ta Đức Sakyamuni đã dạy cho chúng ta. Mỗi khi có những cái nỗi khổ niềm đau nó đi lên, mình đừng có nói gì hết, đừng có làm gì hết, mình phải tập thở, tập đi để chế tác ra cái năng lượng chánh niệm. Với cái năng lượng đó, mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau đó, mình ôm lên nó và mình làm lắng dịu nó xuống. Đó là cái bài tập thứ 7 và thứ 8. Bài tập thứ 7 là thở vào. Tôi biết cái nỗi khổ niềm đau của tôi đang có mặt. Và mình phải gọi tên nó. Nếu là nó là sự ganh tị, thì mình gọi tên của nó là ganh tị. Nếu nó là sự giận hờn, thì mình gọi tên của nó là sự giận hờn. Nếu nó là sự cô đơn, buồn tủi, thì mình gọi nó là sự cô đơn, buồn tủi. Gọi đúng cái tên của nó. Thở vào, tôi biết rằng cái sự cô đơn, buồn tủi đang có trong tôi. Và với cái năng lượng chánh niệm đó, do cái sự thực tập thở vào, thở ra, mình nhận diện nó và mình ôm lấy nó và mình làm lắng dịu nó xuống. Đó là bài tập thứ 7 và thứ 8. Bài tập thứ 3 và thứ 4 là để làm lắng dịu những cái căng thẳng và đau nhức của thân. Bài tập thứ 7 và thứ 8 là nhận diện và làm lắng dịu những cái nỗi khổ, niềm đau của tâm. Tới chùa chúng ta phải học được những cái đó. Tới chùa không phải là để cúng dường mà thôi, để lễ lạy mà thôi, để cầu xin. Chúng ta phải học được những cái tinh hoa mà thầy của chúng ta, Đức Bản Sư Thích Ca, đã trao truyền lại cho chúng ta. Trong gần 50 năm nay, chúng tôi đã truyền bá cái phương pháp thực tập này của Đạo Bụt cho người Tây Phương ở Âu Châu cũng như là ở người Mỹ Châu. Phần lớn những người tới để thực tập với chúng ta là những người có gốc Do Thái và gốc Cơ Đốc. Nhưng mà họ thực tập hay lắm. Chúng tôi không có muốn họ bỏ cái đạo gốc của họ. Chúng tôi nói rằng là quý vị có thể giữ cái đạo gốc của quý vị, nhưng mà quý vị có thể học được nhìn rất nhiều từ cái truyền thống Phật giáo. Và cái phương pháp mà chúng tôi giảng dạy là chánh niệm, là tiếng Đức gọi là Samkhya. Chánh niệm là một cái năng lượng mà mình chế tác ra bằng cái bước chân của mình, bằng hơi thở của mình. Khi mình đi và đi có chánh niệm, thì mỗi bước đó, nó tạo ra cái năng lượng đó. Nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại. Nó giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và khi mình thở cũng vậy, mỗi hơi thở đưa mình về với giây phút hiện tại để mình có thể nhận diện được những cái mầu nhiệm của sự sống trong hiện tại, như là hình hài của mình, như là mây trắng, trời xanh, chim hót, thông reo, hoa nở. Thì đó gọi là cái năng lượng của chánh niệm. Và người Tây Phương thường thường họ đi theo một khóa tu 6 ngày. Trong những ngày đầu thì họ thực tập
buông bỏ căng thẳng trong cái hình hài của họ. Họ thực tập nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau của họ và làm cho những cái nỗi khổ niềm đau đó lắng dịu xuống. Nó chưa hết hoàn toàn nhưng mà nó lắng dịu xuống. Và phương pháp rất là đơn sơ. Mình dùng cái phương pháp thở và phương pháp đi. Thiền thở và thiền đi. Ngày mốt đó, chúng ta sẽ có một khóa tu cho trên 1.000 người Đức ở đây. Và những người Đức tới với mình, họ cũng sẽ thực tập như vậy. Những ngày đầu là tập đi từng bước. Tập thở, tập buông thư, tập nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng để làm lắng dịu. Và tới ngày thứ tư thì họ được học làm thế nào để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của họ để có thể hiểu được và để có thể lắng nghe những cái niềm đau, nỗi khổ của cái người kia. Người kia có thể là người chồng của mình, hay là người vợ của mình, hay là người cha của mình, hay là người con của mình. Nếu mình có khả năng lắng nghe và ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình thì mình sẽ có cái hiểu và cái thương, nó làm cho cái lòng mình nó nhẹ xuống, mình bớt khổ rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ có khả năng nhìn và thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Không có khó lắm. Và tới ngày thứ năm á, thì mọi người, mọi thiền sinh đều được chỉ dẫn là làm thế nào để có thời giờ ngồi xuống để mà quán chiếu thấy được cái niềm đau, nỗi khổ của người kia. Người kia có thể ở trong khóa tu với mình hay là người kia đang ở nhà. Thì có thời giờ và nhìn cho kỹ thì mình thấy người đó cũng có rất là nhiều cái nỗi khổ niềm đau ở trong họ. Ban đầu thì mình hằn thù người đó, mình trách móc người đó, mình cho người đó là cái suối nguồn của những cái đau khổ của mình. Mình cứ nghĩ rằng chỉ có mình khổ thôi, còn người kia không có khổ. Nhưng điều đó không có đúng. Bây giờ mình có thì giờ mình nhìn cho kỹ thì mình thấy là trong con người kia nó có rất là nhiều khó khăn, nó có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Mà tại vì người đó không biết cách xử lý những cái khổ đau đó, cho người đó tiếp tục đau khổ. Và những cái khổ đau của người đó nó vung vãi ra xung quanh. Và mình là nạn nhân thứ hai. Ông ta, bà ta là nạn nhân thứ nhất. Còn mình chỉ là nạn nhân thứ hai thôi. Khi mà mình có những cái khổ đau mà mình không có xử lý được á, thì mình là nạn nhân của khổ đau của mình, có phải không? Nạn nhân số 1. Và khi mình khổ đau thì mình tự nhiên làm cho những người khác khổ đau. Dù mình không muốn làm cho họ khổ đau, mình cũng làm cho họ khổ đau. Thật là những người xung quanh mình là nạn nhân thứ hai. Thì bây giờ mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rõ ràng người đó đáng thương. Người đó có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có xử lý được. Và cho tới bây giờ chưa có ai giúp cho người đó bớt khổ, xử lý được cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Cho nên người đó cứ tiếp tục đau khổ hoài hoài và làm cho những người thân của người đó đau khổ. Thì thấy được như vậy rồi, tự nhiên cái hiểu và cái thương nó ào dâng lên. Lúc đó mình có thể nhìn người đó bằng con mắt từ bi được rồi. Trước đó mình nhìn bằng con mắt trách móc, hờn giận, tại vì mình nghĩ rằng người đó đã làm cho mình đau khổ. Bây giờ đây có thời giờ để nhìn thì mình thấy rất rõ rằng người đó cũng là nạn nhân của khổ đau của người đó. Và khi mà thấy được những cái khó khăn, những cái khổ đau của người đó thì mình muốn làm một cái gì đó hoặc mình muốn nói một cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ.
Mà khi mà mình muốn như vậy đó, mình muốn nói một cái gì đó, muốn làm cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ, thì lúc đó là mình đã có tâm từ bi trong lòng rồi. Mình phải có tâm từ bi là mình đã bớt khổ rồi. Nó lạ lắm. Cái tâm từ bi là một cái năng lượng rất là kỳ diệu. Mình làm thế nào để cho cái năng lượng từ bi nó được sinh ra trong trái tim mình thì tự nhiên mình bớt khổ liền lập tức. Mà cái từ bi đó từ đâu mà sinh ra? Thấy được cái nỗi khổ, niềm đau của người đó và hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó thì tự nhiên cái tâm từ bi, chất liệu từ bi nó ứa lên. Và khi mà chất liệu từ bi nó ứa ra trong trái tim thì mình bớt khổ liền lập tức. Và mình có thể bắt đầu nhìn người đó bằng con mắt xót thương. Và khi người đó thấy mình nhìn như vậy, người đó bớt khổ rất là nhiều. Tại vì trước đó mình chỉ nhìn bằng con mắt trách móc mà thôi. Mà chuyện này quý vị nên biết là chỉ cần tu 5 ngày thôi là có thể làm được. Thiền sinh Tây Phương là họ như vậy. Ngày thứ 5 họ được dạy những cái đó. Và họ được yêu cầu phải áp dụng cái phương pháp đó, nhìn để thấy cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và áp dụng hai cái phương pháp gọi là ái ngữ và lắng nghe. Ái ngữ và lắng nghe là hai cái phương pháp nó nằm trong cái giới thứ tư của năm giới. Và hai cái phương pháp đó nó có khả năng giúp mình tái lập được cái truyền thông giữa mình với người đó và đem lại sự hòa giải giữa mình với người đó. Chúng ta có khó khăn với nhau trong cái liên hệ gia đình và chúng ta không biết cách, chúng ta để cho những cái khó khăn đó nó kéo dài tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Trong cái đó Đức Thế Tôn dạy chúng ta những cái phương pháp rất là cụ thể, và nếu chúng ta chỉ cần thực tập trong 4-5 ngày là chúng ta có thể giải quyết được. Đó là phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Ái ngữ là mình nói những cái lời có tính cách hòa nhã, thương yêu và từ bi. Chúng ta có thể nói như thế này: nếu đó là người chồng của mình thì mình có thể nói như thế này: anh ơi, em biết rằng trong 5-6 năm nay anh có rất là nhiều khổ đau, khó khăn, và tại vì em không có biết cách cho nên em đã phản ứng, đã trách móc và làm cho tình trạng nó trầm trọng hơn. Em đâu có ý định làm cho anh khổ đau thêm đâu, nhưng tại vì em chưa hiểu được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của anh, em chưa thấy được những cái khó khăn ở trong anh, cho nên em cứ tiếp tục trách móc và phản ứng và làm cho cái tình trạng mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn. Vậy thì anh phải giúp em, anh phải nói cho em nghe hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau ở trong trái tim anh để em có thể hiểu được. Em tin rằng nếu mà em có thể thấy được và hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của anh thì em sẽ không có phản ứng như là em đã từng phản ứng trong những cái năm vừa rồi và làm cho anh khổ. Anh phải giúp em, nếu anh mà không giúp em thì ai giúp em được nữa. Nói những cái lời như vậy là trong đạo Bụt gọi là ái ngữ, những cái lời dễ thương. Mà nếu trong lòng mình có một cái chút hiểu và chút thương thì mình nói được. Mà muốn có cái chút hiểu chút thương đó thì chỉ cần ngồi lại 10 phút, 15 phút để nhìn cho kỹ, thấy rõ được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong con người đó. Thì tự nhiên cái chất liệu từ bi nó ứa ra và mình có khả năng nói được như vậy. Trước đó là mình nói không được, mình giận quá ra. Thì tôi có nhớ một cái khóa tu ở Oldenburg, mình bắt nước Đức. 700 người Đức tham dự. Thì cái buổi sáng ngày thứ sáu, ngày thứ sáu, thì có 4 người Đức lên báo cáo.
là tối ngày hôm qua họ đã dùng điện thoại cầm tay, đã áp dụng cái phương pháp ái ngữ lắng nghe và đã thiết lập lại được cái truyền thông với bố của họ. Thì có một ông người Đức, ông nói như thế này: bạch thầy, ban đầu con không có nghĩ rằng con có thể làm được, tại vì con giận bố con quá đi. Con đã nguyện rằng không bao giờ con gặp bố con trở lại nữa, tại vì ông đã làm cho con khổ đau quá chừng. Nhưng mà tại hôm qua thầy đã dạy, cho nên con tìm đủ mọi cách để có thể thực tập được. Và con nghĩ rằng khi mà con điện thoại về cho bố, thì làm sao mà con có thể nói được những cái lời nhẹ nhàng và thương yêu như vậy được. Nhưng mà tại vì con đã được tu 5 ngày, con đã thở, đã đi, đã quán chiếu, đã thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của mình và những cái nỗi khổ, niềm đau của bố con. Cho nên khi mà con nghe tiếng ông ở đầu dây kia, thì tự nhiên con cố gắng gì hết mà con cũng nói được như vậy. Bố ơi, con biết là trong những năm vừa qua bố khổ lắm. Con đã không giúp được bố bớt khổ mà con lại làm cho bố khổ thêm bằng cái cách phản ứng giận dữ của con. Con xin lỗi bố. Con đâu có muốn làm cho bố khổ. Chỉ vì con không có hiểu được, chưa thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau và những cái khó khăn của bố, cho nên con mới phản ứng như vậy. Cho nên bố phải giúp con đi. Bố phải nói cho con biết những cái gì khổ đau, bức xúc, khó khăn của bố để con hiểu. Con tin rằng nếu con hiểu được thì con sẽ không có phản ứng như vậy nữa để làm cho bố khổ. Bố giúp con đi. Nếu bố không giúp con thì ai mà giúp con? Thì anh chàng đã nói được như vậy. Mà sở dĩ anh chàng nói được như vậy, tại vì anh chàng đã thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của bố một phần nào. Anh ta nói rằng: bạch thầy, trước đó con giận ông lắm. Con đã nguyện, con đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp ông rồi. Ấy vậy mà tối hôm đó điện thoại cho ông, tự nhiên con nói được như thầy nói. Con sử dụng được cái ái ngữ, những lời nói dễ thương. Và thầy có biết gì không? Bố con khóc khi nghe con nói như vậy. Khóc như một em bé. Tại vì lâu nay con chưa bao giờ nói được những câu nhẹ nhàng, dễ thương như vậy. Và những câu gọi là ái ngữ đó, nó mở cửa được cái trái tim của người bố. Và hai bố con đã nói chuyện đến một giờ đồng hồ và đã hòa giải được với nhau. Bạch thầy, thầy có biết rằng sau khóa tu, cái điều đầu tiên con sẽ làm là cái gì không? Là con sẽ đi thăm bố. Và trong bất cứ khóa tu nào, cái phép là có sự hòa giải, nó luôn luôn nó xảy tới cho những thiền sinh. Cái người kia có thể là không có ở trong khóa tu, nhưng mà mình là người tu, mình tu được 5 ngày và mình có khả năng hòa giải được. Thì khóa tu chúng tôi tổ chức ở Tokyo hay là ở Macau hay là Hồng Kông hay là Đại Hàn, nó cũng như vậy. Có những người đã dùng điện thoại cầm tay vào tối ngày thứ năm và hòa giải được với chồng, với con, với bố của họ. Rất là hay. Và những điều này là điều mình có thể học được từ Đức Bổn Sư của mình, Đức Sakya Muni. Chính niệm, tức là cái năng lượng Asankhai đó, nó còn có cái khả năng giúp cho chúng ta chế tác được những cái niềm vui và những cái giây phút hạnh phúc. Nếu quý vị là một người hành giả, tức là người biết thực tập á, thì với chánh niệm quý vị có thể tạo ra được một cái niềm vui bất cứ lúc nào cho chính mình và cho những người mình thương. Và mình cũng có thể tạo ra được một cái
giây phút hạnh phúc cho mình và cho người kia. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta không có biết. Chúng ta có rất là nhiều may mắn so với đồng bào, so với những cái người thiếu may mắn. Những cái điều kiện hạnh phúc của chúng ta nó nhiều. Và chúng ta có thể có hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Nhưng mà phần lớn của chúng ta không có khả năng có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải đi kiếm một vài cái điều kiện khác của hạnh phúc ở trong tương lai. Chúng ta không có tin rằng hạnh phúc có thể có được trong giây phút hiện tại. Và phần lớn chúng ta bươn chải đi về tương lai để kiếm thêm những điều kiện hạnh phúc. Đó là sự sai lầm rất là lớn. Đức Thế Tôn Sakyamuni có dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Trong một buổi giảng cho các thương gia, trong đó có ông Thích Cô Độc, thì Đức Thế Tôn có dùng cái cụm từ hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại những điều kiện hạnh phúc của chúng ta có dư giả để chúng ta có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Quý vị cứ lấy một cái tờ giấy, rồi quý vị lấy một cái bút, rồi viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Cứ xem, đây là thiền tập. Ngồi dưới gốc cây, hay ngồi trên bãi cỏ. Quý vị viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có. Thì tôi tin chắc rằng một trang không có đủ hai trang, không có đủ ba trang, không có đủ bốn trang, cũng không có đủ. Tại chúng ta may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng mà chúng ta cứ than phiền là chúng ta không có hạnh phúc. Thành ra chánh niệm là một cái loại năng lượng, nó giúp chúng ta trở về với giây phút hiện tại để nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà nó đang có mặt. Những điều kiện hạnh phúc của chúng ta nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Mà sở dĩ chúng ta không có hạnh phúc là tại chúng ta. Ví dụ như cái bài tập này, thở vào, tôi biết rằng tôi ý thức được về hai mắt của tôi. Đây là bài tập trong kinh. Và khi mình thở vào, thì mình chú tâm vào hai con mắt của mình. Trong suốt hơi thở vào, thì mình chú tâm vào hai con mắt mình, thấy được rằng hai mắt mình còn sáng. Tưởng tượng rằng chúng ta mù, chúng ta bị bệnh mắt và chúng ta không có thấy được gì hết. Thì chúng ta khổ biết bao nhiêu. Tại vì chúng ta có hai con mắt còn sáng. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần mở mắt ra là thấy được trời xanh, thấy được mây trắng, thấy được núi đồi, thấy được cái khuôn mặt của người thương. Và chúng ta may mắn có được hai con mắt còn sáng là một trong những cái hạnh, những điều kiện hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có trân quý cái điều kiện hạnh phúc đó không? Mà đâu phải chúng ta chỉ có hai con mắt sáng mà thôi, chúng ta còn nhiều cái lắm. Ví dụ trái tim của chúng ta, thở vào tôi biết rằng tôi có một trái tim. Và trái tim tôi nó là trái tim lành. Có rất nhiều người không có một trái tim bình thường như chúng ta. Và có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Và ao ước sâu sắc nhất của những người đó là có một trái tim bình thường. Và những người đó tự nhủ rằng là khi mà có một trái tim bình thường thì họ sẽ hạnh phúc lắm. Còn chúng ta có một trái tim bình thường mà chúng ta không có hạnh phúc, tại chúng ta không có nhận diện được cái điều kiện hạnh phúc đó. Và trong cơ thể chúng ta có hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái điều kiện hạnh phúc đó. Mà xung quanh ta, chúng ta cũng có hàng ngàn, hàng chục ngàn những điều kiện hạnh phúc đó. Vậy mà chúng ta không có hạnh phúc. Tại vì chúng ta không có nhận diện được chúng. Và cái phương pháp của Bụt đó là khi mà trở về với giây phút hiện tại để nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc, thì cái niềm vui với cái hạnh phúc
nó tự nhiên nó được chế tác lên lập tức. Cho nên chính niệm phát sam khai có nghĩa là khả năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, và nhận diện được thì cái hỷ và cái lạc, tức là cái niềm vui và cái hạnh phúc, nó được chế tác liền. Thành năng người biết thực tập á, thì có thể chế tác cái hỷ và cái lạc. Hỷ là sự niềm vui đó, lạc là hạnh phúc bất cứ lúc nào. Và chúng ta có thể giúp cho người kia, nhắc cho người kia biết, này em có biết rằng chúng mình có nhiều may mắn lắm không? Với bao nhiêu người đồng bào của chúng ta đâu có được những cái may mắn như vậy. Vậy mà chúng ta không biết để cứ tiếp tục làm khổ nhau. Vậy cho nên chính niệm nó có khả năng chế tác hạnh phúc, chế tác niềm vui cho mình và cho người mình thân yêu. Chính niệm có khả năng ôm ấp niềm đau nỗi khổ để chúng ta bớt khổ và chúng ta tái lập được truyền thông và hòa giải với nhau. Những cái điều đó, xin quý vị nhớ là mình có thể học trong 5 ngày, 6 ngày để mình chuyển đổi được cái tình trạng gia đình của mình. Nếu mình có khó khăn với con cái của mình, nếu mình có khó khăn với người bạn hôn phối của mình, thì đừng có chịu chết. Chúng ta có những phương pháp tu tập để có thể đi ra khỏi những cái khó khăn đó. Có các thầy các sư cô và các vị giáo thọ cư sĩ ở đây, họ rất giỏi về những cái phương pháp đó. Quý vị tới một khóa tu đi và học những cái điều đó, đem về nhà thực tập. Sáng hôm nay tôi muốn chỉ cho quý vị cái cách thỉnh chuông đó. Mỗi nhà nên có một cái chuông, dù là cái chuông nhỏ cũng được. Tại cái chuông này nếu mà biết thực tập đó, thì nó đem lại hạnh phúc rất nhiều trong gia đình của mình. Thì chúng ta có nhiều người có chuông, nhưng mà chúng ta phần lớn không có biết thỉnh chuông. Có nhiều thầy, nhiều sư cô trong truyền thống cũng không biết cách thỉnh chuông, tại không có được học đàng hoàng. Có nhiều thứ chuông, có nhiều loại chuông. Nhưng cái mục đích đó là khi nghe chuông thì chúng ta phải làm thế nào để cho cái thân và tâm chúng ta lắng dịu xuống. Nếu không thì cũng như là nước chảy ra khoai, không có ích lợi gì hết. Nghe chuông thì cũng giống như là mấy con bò nó nghe nhạc của Beethoven, không có ích lợi gì hết. Tiếng chuông mình phải coi như là tiếng gọi của thầy mình, tiếng gọi của Bụt. Bụt ở đâu? Bụt trong lòng. Chúng ta đã được học từ tổ tiên chúng ta là Bụt không ở trong chùa đâu, Bụt không ở trên mây, mà Bụt ở trong lòng. Phật tức tâm đó. Trong này có sự bình an, trong này có khả năng thương yêu, trong này có khả năng tha thứ, trong này có khả năng hạnh phúc. Thì cái đó là tính Bụt. Thì mỗi khi chúng ta nghe chuông thì chúng ta phải xem như là chúng ta đang nghe cái gọi của Bụt, gọi chúng ta trở về. Và vì vậy cho nên cái người thỉnh chuông phải học mới biết cách thỉnh chuông. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, người thỉnh chuông được gọi là tri chung. Tri chung là người mà lo về khách khứa trong chùa gọi là tri khách, còn người lo về chuông gọi là tri chung, còn người lo về thiền đường gọi là tri đường. Tri chung là người biết thỉnh chuông. Thì mỗi khi mà muốn thỉnh chuông á, cái chuông nó có một cái đế, một cái tòa cụ. Và mỗi khi mà thỉnh chuông chúng ta phải xá một cái như vậy. Cái chuông kia thì nó nặng, chúng ta không nâng lên được. Nhưng cái chuông này chúng ta có thể nâng lên được. Theo cái truyền thống của mình đó, là trước cái thỉnh chuông thì mình phải làm lắng dịu thanh tâm của mình trước, thì mình mới xứng đáng là một vị trí chung. Thì nâng cái chuông lên như thế này á, mình bắt đầu thở. Nó có một bài kệ mà mình phải học thuộc lòng.
Và câu đầu nó đi vào, đi theo một hơi thở vào. Câu thứ hai nó đi theo hơi thở ra. Cái bài kể nó như thế này. Ngày xưa nó bằng chữ Hán, nhưng bây giờ mình có bằng tiếng Việt, mình có bằng tiếng Đức nữa. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Thì sau khi mình thở vào, thở ra hai lần như vậy rồi, thì trong thân và trong tâm của mình nó có sự lắng dịu. Và lúc đó, cái phẩm chất của tiếng chuông mới cao. Còn nếu trong lòng mình có những cái buồn phiền, giận dữ, căng thẳng, thì cái phẩm chất của tiếng chuông nó không có cao và tội cho những người nghe chuông. Rồi sau khi mà thở vào, thở ra hai lần theo cái bài kệ đó rồi, thì mình mới đưa cái dù chuông lên và mình nhấp một cái. Cái tiếng này gọi là tiếng nhấp. Nó có cái mục đích là báo tin cho mọi người biết là sẽ có một tiếng chuông vọng lên. Nếu quý vị biết tiếng chuông thì quý vị phải làm như vậy. Sau khi thở vào, thở ra hai hơi cho lắng dịu thanh tâm rồi, thì quý vị mới thỉnh một cái tiếng gọi là tiếng nhấp hay là tiếng thức, thức chuông, và báo hiệu cho mọi người biết rằng sẽ có tiếng chuông. Và sau khi mà nhắc rồi đó, thì mình phải để cho người ta có thời giờ để chuẩn bị thân tâm mà đón nhận tiếng chuông. Vì vậy cho nên sau đó mình phải để cho họ ít nhất là 6 giây, 7 giây để cho họ thở. Khi mà nghe như vậy, mọi người biết rằng sẽ có một tiếng chuông. Và do đó cho nên đang nói cái gì thì ngưng nói, đang suy nghĩ cái gì thì ngưng suy nghĩ và bắt đầu thở vào, để hết tâm ý và hơi thở vào, rồi thở ra để hết tâm ý và hơi thở ra. Lúc đó trong lòng của mình có niệm và có định. Niệm tức là aksamkhai, tức là cái khả năng biết rằng cái gì đang xảy ra. Còn định tức là sự chú tâm. Và lúc đó thì mình mới tiếp nhận tiếng chuông được. Thì khi mà quý vị làm tiếng chuông đó, sau tiếng nhấp đó, quý vị phải để cho người ta có thời giờ để ngưng sự nói năng, ngưng sự suy nghĩ, và thở vào một hơi, thở ra một hơi, làm cho lắng dịu cái thân và cái tâm, buông bỏ sự căng thẳng và tiếp nhận được cái lời gọi của Đức Thế Tôn. Tại vì tiếng chuông là phải coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Ở trong những cái chùa của mình, chuông thỉnh thì cứ thỉnh, mà mình nói chuyện thì cứ nói chuyện, là không có đúng. Mỗi khi có tiếng chuông là mọi người phải im lặng hết. Tại vì tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt. Gọi của Bụt để cho mình trở về với bản thân của mình. Và mình phải thiết lập lại được cái truyền thống tiếng chuông. Tại vì truyền thống này đã có mấy ngàn năm. Ngày xưa có những cái bài kể bằng chữ Hán. Văn trung thanh phiền não khinh, trí tuệ trường bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Thì có những cái bài kệ như vậy đó, là khi nghe tiếng chuông mình không có nói chuyện, mình không có suy nghĩ, mình theo dõi hơi thở, mình lắng dịu thân tâm, mình để cho tiếng chuông đưa mình trở về với trái tim của mình, thì như vậy mới đúng cái truyền thống. Hơi thở vào, hơi thở ra, sau đó mình mới thỉnh một tiếng chuông. Sau khi mình nghe tiếng chuông đó, thì mình thở theo một bài kệ khác, hai câu.
là lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, hay là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương này là quê hương tâm linh của mình, trong đó có tổ tiên và huyết thống và tổ tiên tâm linh. Tổ tiên huyết thống là ông bà của mình, và tổ tiên tâm linh là các vị Bồ Tát. Và cái quê hương đó nó nằm ở trong trái tim của mình, chứ không phải là nằm ở chỗ khác. Và tiếng chuông là để cho mình có cái dịp mình trở về với mình, và để mình tiếp xúc được với tổ tiên của mình, là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Trong truyền thống của chúng ta, mỗi gia đình đều có một cái bàn thờ tổ tiên. Và mỗi ngày chúng ta thắp một cái hương. Và trong cái thời gian thắp cái hương đó, là chúng ta có cơ hội xúc tiếp, tiếp xúc với là tổ tiên tâm linh và huyết thống của mình. Đó là một cái nền văn minh, chứ không phải là một cái mê tín. Cái thời gian 1 phút, 2 phút mà mình thắp một cái hương và mình cắm lên cái bát nhang trên bàn thờ tổ tiên đó, nó là một hành động rất là văn minh, chứ không phải là mê tín. Mình phải cách nghĩa, mình phải cách nghĩa cho những người bạn ngoại quốc của mình hiểu được. Tại vì một con người mà không có gốc rễ, một con người mất thức, không có thể nào làm con người có hạnh phúc được. Cho nên chúng ta muốn luôn luôn tiếp cận với gốc rễ của mình, và chúng ta luôn luôn muốn cho con cháu chúng ta tiếp cận với gốc rễ của chúng nó. Và đây là những phương pháp để tiếp cận với tổ tiên tâm linh và huyết thống của mình. Một cái cây mất gốc thì không có nào sống được. Một con người mà không có gốc rễ thì không thể là con người có hạnh phúc được. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nhất tâm là cái sự chú tâm. Hay là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương này, nó là quê hương tinh thần của mình. Nó nằm trong trái tim của mình. Và khi mà chúng ta nghe một tiếng chuông như vậy, thì chúng ta có cơ hội thở vào và thở ra 3 lần. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Chúng ta thở vào 3 lần như vậy. Và mình là người trí chung thì mình phải để cho người ta có đủ thời giờ để mà thở 3 hơi như vậy. Buông bỏ sự căng thẳng, buông bỏ sự đau nhức và trở về với chính mình để có cái sự bình an ở trong thân và trong tâm. Hình chương như vậy không phải là một cái tín ngưỡng mà là một sự thực tập. Tại vì mỗi tiếng chuông nó cho chúng ta có cơ hội thở vào 3 lần và thở ra 3 lần. Và nếu chúng ta biết thở thì chúng ta đem lại sự bình an trong thân và trong tâm. Sự bình an này chúng ta không có mua được ở ngoài siêu thị, chúng ta phải chế tác ra được. Và lúc đó vị trí chung mới thỉnh tiếng thứ 2. Và mọi người đã có cơ hội thở ra thở vào 3 lần để làm cho cái sự bình an nó lớn lên trong con người của mình. Nếu có những lo lắng, phiền muộn, thì đó là những cái cơ hội để cho mình làm lắng dịu những cái lo lắng và phiền muộn của mình. Tại vì đời sống hàng ngày, tranh đấu sự sống, nó cam go lắm. Có thể có những cái lo lắng, buồn phiền, giận hờn, cho nên mình cần phải thực tập như thế nào để làm cho nó lắng dịu những cái đó xuống. Và như vậy 3 tiếng chuông là nó cho chúng ta cơ hội thở được 9 hơi. Và 9 hơi thở vào và ra, nó đem lại nhiều bình an cho cơ thể lắm. Vì vậy cho nên mỗi gia đình nên có một cái chuông. Và nếu buổi tối mà cha mẹ và con cái, trước khi các cháu đi ngủ, mình ngồi xuống hít và mình thỉnh chuông,
tất cả cha mẹ con cái đều thở chín hơi để làm lắng dịu thân tâm trước khi các cháu đi ngủ, thì đó là chuyện rất là hay. Buổi sáng mai cũng vậy, trước khi chúng ta đi làm, con cháu chúng ta đi học, thì nếu cả gia đình ngồi xuống mà thở với nhau với 3 tiếng chuông, đó là chuyện rất là văn minh mà quý vị có thể làm được. Mỗi khi trong gia đình có cái không khí ngột ngạt, bố giận mẹ, nói nặng với mẹ, hay là cha rầy con, làm cho tình trạng khó thở, thì mỗi người trong gia đình đều có quyền đi thỉnh chuông hết. Chúng ta phải ký một cái hiệp định trong gia đình, là người nào trong gia đình nếu muốn thỉnh chuông, nếu cần có sự bình an, là đều có quyền thỉnh chuông hết. Và khi mà tiếng chuông vọng lên thì không có ai được nói nữa, không có ai được suy nghĩ nữa, tất cả đều phải vâng theo và phải thực tập chín hơi thở theo 3 tiếng chuông. Mà có nhiều thiền sinh Tây Phương họ đã áp dụng cái phương pháp này trong gia đình và họ làm cho gia đình hạnh phúc lắm. Em bé có quyền thỉnh chuông. Nếu em bé thấy bố mẹ làm khổ nhau, em bé có quyền lên cái phòng gọi là phòng thờ đó, một cái thiền đường nhỏ nhỏ, bé ngồi xuống, em bé thở, em bé thỉnh chuông, thì tự nhiên bố mẹ thấy rằng, nghe chuông biết rằng em bé đang khổ, tại vì mình cãi nhau, mình làm khổ nhau, khiến cho em bé khổ, em bé đi cầu cứu bởi buộc bằng cách thỉnh chuông. Thì bây giờ đây mình cũng phải lắng nghe. Ví dụ bà mẹ đang nấu cơm ở dưới bếp và đang giận bố, tại bố vừa mới nói một câu gì quá nặng, thì tự nhiên bà mẹ nghe tiếng chuông và biết rằng con của mình nó khổ, nó đi cầu cứu với buộc. Thì lúc đó mình đang nấu ăn, mình buông xuống và mình thở, mình làm lắng nhiều cái thân tâm của mình. Mà con nó đang thỉnh chuông và nó đang thở để cho nó bớt khổ, thì mình cũng phải yểm trợ cho con. Mình cũng phải ngưng lại công việc của mình, mình ngồi mình thở với nó. Và người bố cũng vậy, tại vì người bố có ký vào trong cái hiệp ước sống an lạc trong gia đình, thành ra mình phải thực thi cái đó. Thì nếu mình làm hay hơn nữa thì mình ngưng nấu ăn, mình đi từ từ vào trong tới gần bên con, rồi mình ngồi xuống với con và mình thở với con, cái đó rất là đẹp. Và nếu người bố giỏi thì người bố cũng sẽ làm như vậy, biết rằng con mình đang khổ tại vì bố mẹ đang làm khổ nhau. Thật là tiếng chuông nó cứu được những cái tình trạng như vậy. Và khi mà chúng tôi đề nghị cho những gia đình Tây Phương, những người Tây Phương họ làm rất là hay. Họ làm một cái phòng trong gia đình, có nhiều phòng, họ có một cái phòng gọi là phòng thờ, trong đó chỉ có một bình hoa và một cái chuông thôi, và 3 cái gối ngồi cho 2 cái cho 2 vợ chồng và một cái nhỏ nhỏ cho đứa con. Nếu có 2 đứa con thì có 2 cái nhỏ. Và mỗi bữa sáng cùng ngồi và nghe chuông với nhau. Mỗi bữa tối trước khi đi ngủ cùng ngồi và nghe chuông với nhau. Và mỗi khi trong gia đình có không khí nặng nề thì người nào cũng có cái khả năng, cũng có cái quyền thỉnh chuông để làm lắng dịu thân tâm. Và khi nghe chuông thì những người khác bắt buộc phải làm theo. Thì nếu quý vị thỉnh một cái chuông về rồi ký một cái hiệp ước như vậy giữa bố mẹ và con cháu, thì tôi tin rằng nội trong vài tuần lễ, không khí trong gia đình nó sẽ êm dịu hơn, nó sẽ có hạnh phúc hơn.